Cái tre là mai đấy, mai chứ nhỉ? Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Hôm nay thì Tam Giác Mạch mua thêm bạt cũng như là thép ly. Hôm nay thì bắt đầu chuẩn bị ghép và đổ nắp bể. Và con ở đây cũng tự chia tổ với nhau rồi. Một đoàn là đoàn anh xây là lên trên kia xây à? Vâng. Mấy người anh? 8 người xong. 8 người. Hoàn thiện đấy đúng không? Hôm nay hoàn thiện cái trên kia đấy. Hoàn thiện mai sao mai là đổ luôn em ạ? Là kết thúc. Kết thúc. Oánh chết. Chưa. Mùa dịch này khó tổng kết lắm. Vẫn phải chờ. Hiện tại còn vẫn phải mua tép này, rồi là mua ống nhựa. Cưa là cưa điện à? Vâng. Ở đây thì rất là may là cây cỏ sẵn. Cây mai cũng như là cây tre ở đây rất là sẵn, nên là để làm cây trống cũng như là giải sàn thì rất là sẵn hàng luôn. Cắt tóc rồi à? Ai cắt cho đấy? Bố à? Đi ra quán à? Đây ra. Được đấy. Hiện tại thì đã sát xong bên ngoài và bên trong rồi. Bên trong thì đã đánh hai lớp xi rồi, đánh bóng hai lớp xi. Không cần đi sửa nước đầu nguồn, đeo con nước tắm rồi. Không, đầu nguồn chỉ cần nối ống vào là về mà. Nối vào, không phải nó đổi cũ cái này á. Chú sai này. Lúc đầu là, lúc chưa, chú phải rút như bản thế này. Làm đi được như nhau chưa? Chỉ cần nối mấy cái bản thế này. Hôm qua là chỉ có nước tắm. Em có thấy anh tắm bao giờ đâu? Tình sở đấy. À, tình sở. Tình sở vẫn tắm nữa. Sắt có phải mua thêm cân nào không? Cái này nó có dầm dấu cộng như này khỏe rồi mà. Ok luôn. Hồ chi hủ à? Điện buổi sáng này lại thấy khỏe nhỉ? Chạy được hai máy? Mà điện bây giờ lại thấy khỏe. Và giờ cao điểm thì chắc là yếu thôi. Ê lúa chứ. Đấy. Xoay xoay. Lão ba. Cây này làm trống thì đúng là còn hơn cả cây của Thánh Gióng rồi. Cái này cũng thôi lấy thước đo đàng hoàng đi. Thơm mùi rượu. Cái cao là mình thấy rồi.
Cây này cứ chặt xuống thôi. Của nhà anh xay hết mà. Đỉnh kia. Chú làm như thế không đúng, làm như thế lâu hơn. Ôi, cẩn thận cái chân nhé. Chào anh em nhé. Vâng, chào anh lúa anh say nhá. Say hôm qua say. Bé thôi, đừng quá. Anh Dịch đi đâu rồi anh Dịch? Hả? Anh Dịch đi đâu rồi? Về nhà thôi. Không có về. Không có về. Về nhà là cái về đang chạy máy thọc thợ ấy. Của bông. Ba đang thở ấy. Đang sợ rồi. Công trình của người Tây Âu là chạy ba đang thở. Đó. Khó làm. Mình đang chiến đấu. Ở xa thôi, ở gần ta bỏ về. Xa quá. Anh về nốt. Của thế thôi, mấy ông này về mới tôi là nhớ vợ quá về thôi. Về ăn rằm. Bọn anh có ăn rằm không đấy? Anh say. Anh ăn rằm, anh chỉ ăn Tết thôi. Mấy hôm nay là về rồi, về ăn rằm hết rồi. Hôm nay 13 rồi. Có một số nhà là từ hôm kia rồi, năm kia rồi. Hôm kia người ta thăm ngoại thôi. Thăm ngoại có cái gì mà mình phải thăm? Thăm nhà ngoại, cầm con gà thăm nhà ngoại thôi.
他说好多了吗？嗯，那个，他说好多了吗？说了吗？说了吗？来个，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 来đồ đồ đó ấy, nhưng mà cái đồ nó thiếu là cái đồ như cái con mồi nó thay cái thì thiếu các ăn thì ăn ta cái này rồi chị ta bỏ à chị ta bỏ nó cái lì à chị cho các ăn nay ở đây cũng mưa à? Lúc đấy ở đây cũng mưa à? Ừ, vừa mưa xong đấy. Các bạn hả? Đặt đấy đi mua một bì đòn đấy rồi có lò hay chưa cho lần. Đó, và mình nhờ cho mì cái cua. Cái này hết khoảng mấy khối này nhỉ? Cái này mấy bạn dùng hết mấy bao xi măng không? 20 bao 20 bao rồi. Cả đống này đúng không ạ? Mất nhiều đấy, không phải là ít đâu. Cái bể ở trên kia xây xong chưa? Không có xây xong rồi. Hôm qua là em ở dưới kéo hèn, em lại không lên. Chưa, không được tập trung à? Hôm nay họ tập trung đây. Hả? Nên đó? Hôm nay tập trung mà. Cho máy đi hộ à? Hay như nào? Có xe. Có xe. Các chú phải bỏ thủ đi học để nhà lấy vợ à? Ở nhà lấy vợ. Các chú nào một tí nó có một con xe nó đi học. Chuyển xe đà bé này đi về về thì khó. Lấy vợ làm gì, vợ cũng tốt đâu. Lấy vợ về là không được đi uống rượu nè. Em lại không được đi chúa giò nè. Thế chứ ở nhà này không được. Ở nhà với vợ là không tốt đâu. Giống như anh lúa bây giờ này. Vợ đi làm công ty rồi. Vợ chán rồi. Nói chung là chán à. Cái ly. Sao nhau nó biết. Nhiều sương mù thế. Chú lên xe. Xe lên được không? Xe lên để dưới này mà. Gần gốc cây gạo. Muốn lên nữa nó không lên được nữa. Đi xe còn đi chậm hơn người đi bộ. Đi bộ đi nhanh hơn. Có ngày mưa trên lắm kỉnh là không phải nói luôn. Được lâu rồi đấy. Hai hôm, ba hôm. Ôi ôi, em ốm.
ốm nghỉ được 2 ngày xong lại ốm tiếp. Nhớ là đi Lũng Mà về dầm mưa lại ốm tiếp một ngày nữa. Cũng thích đi làm à, nhớ bà con à. Chơi thì lên máy về hỏi máy xem học lớp nào nhá. Hôm nay mọi người tập trung rồi đấy. Ở bên kia người ta thứ hai đi học rồi đấy. Đi học không biết chữ đấy. Đi cày là không có thuốc. Cày không có thốc không có chữ. Đi một ngày càng học một tập khôn. Cày là học 3 mét. Các cụ bảo là đi học xong phải đi làm cán bộ chứ. Đi học xong đi làm cán bộ. Thế ai cũng muốn đi học rồi. Đi học xong cán bộ thì không đi được đâu. Học xong phải làm cán bộ này. Học xong phải làm ký túc xá. Sáng nay làm mì phá vất vất vả đấy mì phá ạ. Không phải nói luôn. Còn làm mỗi 5 giờ, bây giờ đã là 8 giờ rồi. Thế là làm được 3 tiếng rồi à? 4 giờ sáng rồi. Đi đâu bây giờ thanh niên? Dạ. Đúng rồi lò. Hôm nay nhà nó không ngủ. Thanh niên là như thế thôi, hay vở đấy, đùa. Đổ nắp về xong là còn làm gì nữa à? Anh mình. Mua gì ạ? Đổ nắp xong, gỗ lát được trông nữa. Tăng được trông nữa. Làm cái nắp nắp bể nữa. Đổ làm được dưới rồi nhưng mà chưa đủ. Đổ cái nắp xong, đổ nắp bị xong là đổ ô lát nền nữa. Ô lát. Ô lát xong. Đâu nè, con này hả? Tường ốp không chỉ ốp mấy nền nữa. Ốp cả tường, ốp tầm 1 mét tường. 1 mét tường. Nền là ốp hết. Đâu mà thầy kia bảo là ốt qua cái ống kia. Thầy kia bảo là ốt qua cái ống. Là ốp lát luôn. Chẳng như hết trò cửa đấy. Cái thớt ở đây mùi cho phê hơn. Bây giờ chỉ là còn là ốp lát và đổ nắp bể thôi. Nên lót cái tên này lắm tâm à. Lô người đồn nào. Chỉ có hoàn tuổi à. Vẫn chưa đủ đâu.
chỉ thế thôi, một lúc cả thì nó lún hết. Làm nhanh thôi. Không biết buổi trưa hay là không. Làm 12 giờ là cứ đi ăn thịt lợn được rồi. Nó lắm chắc thương. Đi qua chắc thương. Có tầm tiếng nữa xong không? Tầm tiếng đấy. Tầm tiếng này. May quân số ở đông đấy. Không có ít người về là trưa mới xong. Trưa nay là bà con chuẩn bị con lợn là 35-7 cân. Thế à? Trưa. Và hôm nay là đổ mái nhà. Đổ mái nhà lão kình. Chú lúa đã đúng nước sôi rồi. À, chú sai thì chú hết xôm này là chú chuẩn bị đi mẹ con rau. Ôi giời. Trưa nay sẽ cực thành cái máy nhà. Cho quả gì vào đây đây? Quả trầu. Lắp xích các bạn như thế đó. Cái xe gì nhỉ? Của ông gì nhỉ? Chú sai nhỉ? Không đi được, buộc là dây co vào đây, bánh ấy. Ủa nhưng mà đường chú vào nhà chú sò kia cũng không phải bảo, không bảo, không nói luôn. Số 1 thì chỉ có quay bánh xe một chỗ thôi, nắng hay mưa cũng thế. Phải có người để đằng sau mới đi được. Trước em đi xe anh say phải hai người. Đấy, một người thì quay cái bánh trước, một người thì để đằng sau. Bố duyên hai anh em mình lên đầu nguồn về cùng với chú say đi lên đầu nguồn, tan nước gần tìm tháo cái nước và đi lên đầu nguồn. Tức là lúc đi thì ông bảo là ông lấy được ông lấy, còn lúc về thì ông bảo là em không lấy được cho anh lấy đưa chìa khóa cho anh. Lúc xuống đó hai ông bảo cũng hơi nặng nặng đấy, đi số 1 bốc cả hai phanh. Bốc hai phanh thế là cân 3 lên đầu nguồn à? Hai đầu nguồn, chú say với cháu đấy, đi. À. Chú say đi quen, chú say cứ chờ anh em mình thôi. Không đi nhanh quá lại tông đích của anh em mình. Nhà em có mà. Mày à? Nhà em ăn 14. 14. Tối chiều. Chiều tối.
Rồi. Đảo thêm một lần nữa. Một hai lần nữa đây, chúng nó còn lún xuống nữa. Con đủ đâu. ไปไหนก็ได้ช่วยมันเอา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 ไปไหนก็ได้ช่วยมัน
Chồng nhà năm nay cưới vợ chưa? Dạ em chưa. Em đủ đấy, 20 mà. 24 mà. Trai 24 à? 30. Chỉ có ở Lao Kỉnh mới 24 thôi. 30. Ở ngoài kia nhà em. Gái thì 15 thôi, trai 24. Gái thì 15 rồi, trai 30. Lắm lúc chưa có vợ, đêm hôm đi đâu đi một mình cũng sợ chứ. Ui. Mà mà ông ta mới không đánh giá mình chứ. Đó. Phải kỳ lắm. Mình là phải làm cái chóp nhà chứ. Làm gì sao mình sao vợ chứ được. Thử xem chú có vợ xong còn lâu chú mới đi chơi được. Bây giờ em cũng không có thời gian đi chơi mà. Trước chú thử xem có vợ một lúc xong là đầu kia em bảo là anh ấy đi nước về nhá. Tầm khoảng một năm sau là bảo nó mày đi tao đóng cửa nhá. Mày đi một tí mà không về tao đóng cửa ấy. Nhưng mà đi chơi thằng khác đóng cửa lôm ông mới về được nhà. Chứ con nhẹ là thế đấy. Tốt đâu, con nhẹ cũng tốt đâu. Mà bây giờ sắp già rồi, phải lấy thôi. Yêu, chưa già đâu mà, 30 chưa là Tết. Mùng 1 mới là Tết. Mùng 1 mới là Tết mà. Chúng chủ như thế, có một số nhà ngày mấy ngày Tết nhá, mùng 1 người ta phải bằng thờ mà, tổ tiên mà. Lo nhờ. Ý của anh là anh cũng mong muốn là bây giờ anh còn chưa có vợ nè. Anh xem khu nào ở Lao Kỉnh nó chưa có chồng đi. Qua là mấy anh em tự lên trên kia tự xây à? Vâng, cứ để trên kia mà anh em tự xây. Xây to chứ để anh lúa rồi. Làm to như cách của anh nha. Không có ủng anh Xính? Không có ủng à? Như thế này nước nó có xin ăn chân hết đấy. Oh.
xuân à, xuân à. Ôi, nước không về à? Để lên trên kia xem nào. Nước không về ở đây, về ở đây. Nó mới cùng cho tôi hô cho đúng không? Nó mới cùng cho tôi cho các bạn đi à? Alo à, giao thông của tôi mà tôi đổ. Lâu à, ít thông của tôi đi rồi. Có rồi, ít thông đi rồi coi này. Giờ có thể nhai cho nhiều tao tôm mà nhìn mình được cung gù và tô vẫn. Bao này bị ướt rồi, không làm mà nó hỏng hết đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
กลัวต่างจากที่เราได้เที่ยวนะสังกาตุ่มโล่งนะเขาซิ่งเมย์เชื่อไอ้จริงเออตัวเขามีแก๊สถ่ายเชื่อตัวไม่เป็นไรไม่ใจเขาถึงไdưới rồi mò ta hào ô thì lào ô đau bụng ôMình có máy mà cái điện này không không tải được chịu thôi. Cái đằng gửi kia nó gửi phát là nó xong rồi. Thế nữa cho bà con lên mỗi người nhấm một cái. Có một cái nhưng mà hơi ngán một tí. Không đầm được đâu.Cái kia chỉ gửi tối
lê nó thế à, mà cảo mình chỉ đang dù ít tuột xía này. Thì đi lê ạ. Tuột xía à? Ừ. Nước xía thế chứ mà. À, tay hữu cơm đúng không? Đi đỏ. Hả? Đi đỏ xía. Thì chả bà muốn sơ lì lê ở làm máu thì chú đồ mà mất chảy mất to chỉ mà ư to ư mà quá ư đúng đúng. Nhưng mà cái này tưới chẳng nên có rời được không rồi? Tối bây giờ là không mưa đến 3-4 giờ là được thoải mái. Còn tối không thì là sáng mai cũng được. Kỳ chết à, ít chút chết. Bấm một đinh vào nữa là được rồi. Hai đinh chưa? Xong được chưa anh Bình? Xong được chưa? Cái thông mì đấy. Bên này là xong rồi. Làm xong có việc quay mà nhé. เดี๋ยวเอ๋ยเลยยะเอ๋ยจริงๆเออตัวแสบจะทำไมเวลาอยู่ตรงนู้นหน้าหนึ่งเลยดูตัว
cái này nhỏ mà. Ai giờ tù con nặng một tí, tù nặng một tí xong mà trẻ con nó cũng không cày được ra. Con lên hiệp, bỏ lên hiệp này, ai lên hiệp. Tao dạo cái chút thôi. Phòng rồi, phòng trẻ con rồi. Cái này phải đồ nặng một tí xong mà trẻ con không cần bỏ được ra. Người lớn một mình còn khó ấy. Được chưa em Bình ơi? To mà. Bây giờ cũng đã gần làm xong rồi thì sẽ cho chị em phụ nữ đi về nhà trước, còn anh em con trai thì sẽ ở lại xem trứng chố nào mà còn thiếu hay là nó còn ít quá thì sẽ là đảo một chút nữa. Như anh bảo thế này nhớ nhé. Rất là sức tâm luôn ạ. Cái này phải mai mới tháo được anh ạ. Mai hay chiều cũng được. Cái trời đang lên thì chiều cũng được. 3-4 giờ. Mai cũng được, sáng mai cũng được. Thế thế nào? Mai tháo cho an toàn. Sáng mai cũng được. Không quan trọng, chú nhớ sợ chú rồi anh tháo rồi mai mùi tháo anh lên nó cứng cái này thôi. Vâng. Có đinh nhau không nhá? Đinh. Trên này có đinh nhiều lắm. Cái này phải lên. Rồi tàu. Bé chắc chắn rồi à? Đá rồi à? Bé kê cũng khô ái cả. Đường lo kính vào mùa mưa là như vậy đấy mọi người. Mua. Thế là xong. mua chế thôi xong rồi. Cái này anh Dình tự giải quyết nhá, anh Dình nhá. Cái đồ gì rõ nhá. Quốc xẻng này, dao này, chát chỉ này, dọn đi nhá. Mang lên dưới nhá, không là nó mọi cứng không ra đâu.
lọ mù chế lọ mù chế lọ cầu treo là cầu treo đó. Đó, mưa lọ thế là xong video kết thúc thôi mù chế đó. Đó. Bây giờ bà con giúp nhau đổ máy xong và chắc là sẵn và xin tạm dừng video tại đây thôi. Và xin chào cô bác anh chị tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video mới nhất trên channel Tam Giác Mạch. Xin chào và hẹn gặp lại. Ông mà